Để chuẩn bị tốt cho giải xe đạp tỉnh Bến Tre mở rộng năm 2024 thành công, chiều ngày 13 tháng 1, ban tổ chức giải đã tổ chức họp chuyên môn trà soát, đánh giá bổ sung những vấn đề về chuyên môn và công tác trọng tài, tham dự cuộc họp có lãnh đạo các đội đua giám sát trọng tài liên đoàn xe đạp mô tô thể thao Việt Nam. Giải xe đạp tỉnh Bến Tre mở rộng năm 2024 nhằm chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày Bến Tre Đồng Khởi, 17 tháng 1 năm 1960, 17 tháng 1 năm 2024 và mừng Xuân Giáp Thìn 2024. Tham gia giải năm nay có 109 vận động viên thi đấu hạng phong trào của các tỉnh Bình Thuận, Bà Rịa, Cần Thơ, Đồng Tháp, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang và các đội xe đạp trong tỉnh gồm thành phố Bến Tre, Mỏ Cày Bắc, Ba Tri, Chợ Lách. Các vận động viên thi đấu theo hai nhóm tuổi, 46 vận động viên thi đấu lứa tuổi từ 16 đến 40 và 63 vận động viên thi đấu lứa tuổi từ 41 đến 55. Lộ trình đường đua dài 112.8 km xuất phát từ quảng trường thành phố Bến Tre đi qua các huyện Dòng Trơm, Châu Thành, Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam và về đích tại quảng trường thành phố Bến Tre. Ban tổ chức sẽ trao giải nhất nhì ba và bốn giải khuyến khích cho cá nhân theo các nhóm tuổi và giải nhất nhì ba đồng đội. Giải sẽ khai mạc vào ngày 14 tháng 1 năm 2024. Tại cuộc họp, ban tổ chức thông qua điều lệ giải các nội dung về công tác chuyên môn như tiếp tế và quy định tiếp tế theo luật thi đấu của Liên đoàn Xe đạp Mô tô Thể thao Việt Nam. Trọng tài Liên đoàn Xe đạp Mô tô Thể thao Việt Nam cũng lưu ý đến các đơn vị về việc thực hiện đúng số đeo và quy tắc đeo theo hướng dẫn. Bên cạnh đó, các trọng tài và lực lượng mô tô được tập quấn về nhiệm vụ của các tổ trọng tài công tác bảo vệ đường đua.